Xin chào tất cả các em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Clip ngày hôm nay Thúy và các bạn sẽ cùng thảo luận về chủ đề đó là 5 dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một xu hướng đang dần đi vào kết thúc. Thực tế thì có rất là nhiều anh em trader gặp phải cái tình trạng thua lỗ chỉ vì chúng ta giao dịch vào đúng cái giai đoạn xu hướng đã yếu đi rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta nắm bắt được những cái dấu hiệu để xác định một xu hướng đang đi vào cái giai đoạn kết thúc là cái kỹ năng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta nắm bắt được những cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ biết được khi nào nên đứng ngoài thị trường, khi nào nên thoát lệnh sớm để chờ đợi một xu hướng mới rồi giao dịch. Như vậy thì chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều rủi ro khi tham gia giao dịch ha. Thì Thúy hy vọng rằng là nội dung của clip ngày hôm nay sẽ giúp cho các anh em nắm bắt được một xu hướng, khi nào thì một xu hướng đang đi vào cái giai đoạn kết thúc. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Dấu hiệu đầu tiên để mà chúng ta xác định một xu hướng đang có dấu hiệu yếu đi đó là giá đi quá xa đường MA200. Thì cái dấu hiệu này rất là dễ nhận biết ha. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy rằng là giá đi ra xa khỏi đường MA200 trong một khoảng thời gian khá là dài và giá không có dấu hiệu hồi về retest lại đường MA200 thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang có khả năng yếu đi. Bởi vì giá có một cái đặc điểm đó là nó thường tìm về cái giá trị trung bình của mình. Đó. Thì nếu như mà giá đi ra xa khỏi đường MA200 trong một khoảng thời gian dài thì rất có khả năng nó sẽ phải tạo cú hồi sâu để nó quay trở về lại cái giá trị trung bình của mình. Thì cú hồi sâu đó chính là cái dấu hiệu đảo chiều đầu tiên để mà chúng ta nhận biết được thị trường đang có dấu hiệu yếu đi rồi. Đó. Cái cú hồi sâu á, nó có thể là một cái cú hồi nhưng mà nó cũng có thể là dấu hiệu đảo chiều của xu hướng luôn. Đó, cho nên là đây là cái dấu hiệu đầu tiên để mà chúng ta nhận biết. Rất là đơn giản nè, chúng ta thấy giá đi ra xa khỏi đường MA200 và trong cái khoảng thời gian này thì nó không có hồi về retest lại đường MA200 đó, cho nên là nó phải tạo cú hồi sâu để quay trở về retest. Rồi. Cái dấu hiệu thứ hai để mà chúng ta nhận biết đó là có một động lượng lớn nhất trong xu hướng. Thực tế thì động lượng lớn nhất trong xu hướng cũng không phải là cái dấu hiệu gì đó không phải là dấu hiệu quá mạnh mẽ, nhưng động lượng lớn nhất này nếu như là động lượng bất thường nhất trong toàn bộ xu hướng thì đó chính là dấu hiệu đảo chiều ha. Đây anh em để ý nè, ví dụ như ở biểu đồ này chúng ta sẽ thấy rằng là trong một cái khoảng thời gian khá là dài thì động lượng của thị trường chỉ rơi vào tầm trung bình thôi, đúng không nào? Đó, nhưng mà đến vào đoạn cuối xu hướng thì chúng ta thấy động lượng tăng một cách bất ngờ, đúng không nào? Tức là chúng ta thấy động lượng nó tăng cao hơn hẳn so với cái động lượng trung bình của toàn bộ xu hướng trước đó. Đó thì đây chính là cái dấu hiệu bất thường đầu tiên. Cái thứ hai là anh em có thể nhìn vào hành động giá này. Anh em có thể thấy rằng là giá bỗng dưng tăng mạnh với nhiều nến tăng, có cái thân nến rất là lớn và đuôi nến rất là nhỏ ha. Và cái dấu hiệu này thường phải xuất hiện ở cuối xu hướng, đặc biệt là những cái xu hướng mà di chuyển trong khoảng thời gian lâu rồi á thì khả năng đảo chiều rất là cao, bởi vì đây có khả năng là một cái cú hích của thị trường trước khi mà nó đảo chiều thực sự đó. Tất nhiên là không phải trường hợp nào nó cũng vậy, nhưng nếu như chúng ta thấy rằng là một xu hướng đã di chuyển trong khoảng thời gian lâu và ở cuối xu hướng bỗng dưng thị trường tăng mạnh hoặc là giảm mạnh một cách bất ngờ và khối lượng của nó tăng cao so với cái khối lượng của toàn bộ xu hướng đó thì đó là cái thời điểm có khả năng là thị trường đang tạo một cái cú hích trước khi mà nó đảo chiều thực sự đó. Thì đây là cái dấu hiệu cũng khá là dễ nhận biết trên biểu đồ ha. Tiếp theo, dấu hiệu thứ ba đó là anh em sẽ thấy rằng là thị trường tạo đỉnh mới hoặc đáy mới với khối lượng thấp. Ở đây này, thật ra thì thị trường tạo đỉnh mới hoặc là đáy mới với khối lượng thấp thì trên thực tế là anh em có thể sử dụng các cái chỉ báo như là RSI, Stochastic hoặc là chỉ báo khối lượng để mà chúng ta thấy được cái sự phân kỳ ha. Thì thực tế là trong một xu hướng tăng, khi mà thị trường tạo đỉnh mới thì đó là dấu hiệu để mà chúng ta nhận biết được là thị trường đang có khả năng tiếp diễn xu hướng, đúng không nào? Đó, nhưng mà không phải thời điểm nào tạo đỉnh mới cũng có nghĩa là thị trường tiếp diễn xu hướng.
Nếu như mà chúng ta sử dụng thêm các chỉ báo động lượng để mà chúng ta xem xét xem động lượng của quyết định mới được tạo đó là có động lượng mạnh hay động lượng yếu, thì chúng ta sẽ nhận thấy được là gì? Đó là cái khả năng thị trường tiếp diễn xu hướng có cao hay không. Đó. Thì như trong trường hợp như biểu đồ này thì các anh em thấy rằng là thị trường rõ ràng là tạo đỉnh mới rồi đúng không nào? Đó, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xuống cái chỉ báo RSI thì chúng ta thấy rằng là thị trường này tạo đỉnh mới với khối lượng không cao, đúng không nào? Chúng ta nhìn trên chỉ báo RSI chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường tạo đỉnh mới cao hơn nhưng chỉ báo thì lại tạo đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy có sự phân kỳ trong xu hướng đó, và đặc biệt là những cái dấu hiệu mà xuất hiện ở cuối xu hướng như thế này thì đây chính là dấu hiệu đảo chiều tiềm năng ha. Dấu hiệu đảo chiều tiềm năng. Ngoài RSI ra thì anh em có thể sử dụng thêm chỉ báo như là khối lượng này, MACD hoặc là stochastic, chúng ta đều có thể nhận biết được nha. Và lưu ý cho Thúy một điều rằng là những cái dấu hiệu phân kỳ này xuất hiện ở trên cái khung thời gian càng lớn thì nó càng đáng tin cậy nhé. Đó, cho nên cái dấu hiệu thứ ba này đó là chúng ta thấy thị trường vẫn tạo đỉnh mới trong xu hướng tăng hoặc tạo đáy mới trong xu hướng giảm, nhưng mà đỉnh mới hoặc đáy mới này có khối lượng thấp hoặc là nó có cái sự phân kỳ ha, có sự phân kỳ với chỉ báo động lượng đó, thì đó là cái dấu hiệu đảo chiều. Rồi, cái dấu hiệu thứ tư đó là nến đảo chiều trên khung thời gian tuần. Đây là một dấu hiệu rất là dễ nhận biết nha các anh em. Chúng ta chỉ cần di chuyển lên khung thời gian tuần và chúng ta xem ở khung thời gian tuần nó có cái dấu hiệu, có cái tín hiệu đảo chiều nào hay không. Thì thực tế là ở trên khung thời gian càng lớn thì các cái tín hiệu đảo chiều nó càng đáng tin cậy. Tuy nhiên thì anh em lưu ý cho Thúy một điều rằng là nếu như chỉ sử dụng nến đảo chiều không thôi thì nó sẽ không có thực sự đáng tin cậy đâu, mà chúng ta nên kết hợp với kháng cự hỗ trợ nữa. Kháng cự hỗ trợ trên khung thời gian lớn như là khung tuần, khung tháng nó đặc biệt rất là mạnh mẽ. Và nếu như mà các cái nến đảo chiều này xuất hiện ở những cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ trên khung thời gian lớn như vậy thì cái khả năng đảo chiều của thị trường rất là cao. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta có thấy một nến bin 3 đúng không nào? Đó, và sau đó thì thị trường gần như là đảo chiều rất là mạnh mẽ sau đó. Thì nếu như mà cái vùng giá này này là một cái ngưỡng kháng cự mạnh trên khung thời gian tuần hoặc là khung thời gian tháng nữa đó, thì cái tín hiệu đảo chiều này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Rồi, ở đây thì Thúy có lưu ý một cái lưu ý rất là quan trọng đối với anh em trader, đó là cái chất lượng của cái mô hình nến đảo chiều xuất hiện trên khung thời gian tuần. Thì cái mô hình nến này phải là cái mô hình nến hợp lệ nha. Hợp lệ có nghĩa là gì? Thứ nhất đó là về cái độ lớn của nến. Thì cái độ lớn của nến này càng lớn so với những nến trước đó thì nó càng đáng tin cậy. Cái thứ hai đó là ở cái vùng giá mà nó xuất hiện, nếu mà nó xuất hiện ở ngưỡng kháng cự hoặc là hỗ trợ quan trọng thì nó lại càng đáng tin cậy hơn. Ok chưa nào? Và cái thứ ba là phải có nến xác nhận tiếp theo, tức là cái nến tiếp theo phải xác nhận cái nến đảo chiều đó. Ví dụ như là như trong trường hợp này, cái nến min 3 này, thì nến tiếp theo phải phá vỡ được cái giá thấp nhất của cái nến min 3 giảm giá này thì nó mới xác nhận là thị trường có khả năng giảm giá trong tương lai. Đó, thì có những cái dấu hiệu đó. Thêm một cái nữa, nếu như mà cái nến tín hiệu đảo chiều này có khối lượng, chúng ta xét thêm cái phần khối lượng nữa. Khối lượng mà đảo chiều tăng cao thì lúc đó cái khả năng đảo chiều sẽ càng lớn. Đó, thì anh em có thể kết hợp nhiều yếu tố để mà chúng ta xác nhận được cái nến này có phải là cái nến đảo chiều chất lượng hay không ha. Rồi, ok, ở đây thì chắc cái này thì Thúy nói thêm thôi để phòng trừ trường hợp anh em mà bị nhầm lẫn, đó là những cái tín hiệu đảo chiều giảm giá thì phải xuất hiện ở kháng cự, và những cái tín hiệu đảo chiều tăng giá thì phải xuất hiện ở hỗ trợ nha. Đó, rồi, thì các nến đảo chiều ở đây thì anh em có thể sử dụng là nến bin 3, nến nhấn chìm như engulfing, hoặc là nến sao mai, sao hôm. Và các mô hình nến đảo chiều mà các anh em thường xuyên sử dụng thì đều có thể áp dụng được ha. Đó, tuy nhiên thì một cái mô hình nến đảo chiều phải thể hiện được rõ cái áp lực mua và áp lực bán tại một ngưỡng kháng cự hỗ trợ là tốt nhất nha. Rồi, ở đây thì như các anh em thấy này, đây là các mô hình nến đảo chiều engulfing đúng không nào? Đó, là trên khung thời gian tuần.
Thì khi mà xuất hiện các mô hình này thì đây là những cái dấu hiệu cho thấy là xu hướng đang có cái sự chứng lại, bởi vì lúc này thị trường đang nằm trong xu hướng tăng mà bỗng dưng là có một cái mô hình nến đảo chiều cho thấy là áp lực bán bỗng dưng tăng mạnh ở cái vùng giá này, đúng không nào? Đó, nó cho thấy sự tồn tại của người bán đó, cho nên đây là những cái dấu hiệu mà cho thấy rằng xu hướng có cái dấu hiệu yếu đi rồi. Đó, thì chúng ta đương nhiên là khi mà chúng ta sử dụng một cái dấu hiệu mà chỉ là mô hình nến thôi thì nó sẽ không mạnh, nên là chúng ta phải kết hợp với những cái dấu hiệu khác nữa ha. Rồi tiếp theo, dấu hiệu cuối cùng đó là tăng hoặc giảm liên tục trong 7 ngày trở lên. Thì có lẽ đây là cái dấu hiệu mà ít anh em trader nào sử dụng, tại vì chúng ta cũng ít biết, đúng không? Đó, thì ở đây nếu như mà chúng ta thấy một loạt các nến tăng trong xu hướng tăng, đặc biệt là ở cuối xu hướng tăng, ít nhất là 7 nến trở lên đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà thị trường tăng liên tục trong một khoảng thời gian dài á, thì cái khả năng mà thị trường tạo cái cú hồi sâu đó là cái khả năng rất là cao đó. Thì đặc biệt là những cái trường hợp mà thị trường tăng liên tục trong vòng 7 ngày thì cái khả năng thị trường có cú hồi sau đó rất là cao luôn. Đó, thì anh em để ý này, chúng ta chỉ cần việc đếm số nến thôi à. Thì những cái đặc điểm nến này như sau. Những cái nến mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu như thế này này. Nến mà ban đầu là nhỏ nhưng sau đó tăng dần, tăng càng ngày càng mạnh. Đó, và sau đó có một cái nến giảm mạnh. Xuất hiện đằng sau một loạt các nến tăng đó thì khả năng mà thị trường đảo chiều rất là cao ha. Đó rồi, trường hợp thứ hai đó là chúng ta thấy các nến tăng nhưng bắt đầu ở cuối nến này thì nó giảm dần và bắt đầu có đuôi nến xuất hiện. Đó, kiểu như vậy nè. Đó, với số lượng nến thì vẫn là phải 7 nến trở lên nha. Đó, thì những cái dấu hiệu này là dấu hiệu cho thấy là động lượng của thị trường đang bắt đầu yếu đi. Đó, thì chỉ cần có một cây nến giảm xuất hiện ở phía sau thôi thì cái khả năng thị trường đảo chiều rất là cao. Đó là cái dấu hiệu để mà chúng ta nhận biết. Thêm một cái nữa là anh em để ý này, ít nhất 7 nến liên tục tăng giá trong xu hướng tăng nhưng mà nó lại không thiết lập được đỉnh cao hơn, hoặc là nó có sự fail break so với đỉnh trước đó, thì cái dấu hiệu này đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa ha. Đó rồi, tương tự thì ngược lại với xu hướng giảm thôi. Đó, nếu như mà anh em chuyển qua xu hướng giảm thì sẽ có 7 nến giảm liên tục, nó không tạo được đáy thấp hơn hoặc có sự phá vỡ giá so với đáy trước đó, thì dấu hiệu đó cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường có dấu hiệu yếu đi và có khả năng đảo chiều rồi. Nó như trong xu hướng này cũng vậy này, anh em thấy này, có 7 nến tăng, hơn 7 nến tăng liên tục nhưng nó không hề phá vỡ được cái đỉnh trước đó, đúng không nào? Thị trường quay ngược trở lại, chỉ cần một cái nến giảm xuất hiện thôi thì đó là cái dấu hiệu cho thấy là thị trường khó có khả năng tăng cao rồi đó. Đó, thì trong những cái trường hợp như thế này thì rất là dễ nhận biết, nhưng mà để mà nó đáng tin cậy thì các anh em nên kết hợp thêm những cái dấu hiệu khác ha. Rồi, như vậy thì Thúy tổng hợp lại một tí xíu 5 cái dấu hiệu để mà chúng ta nhận biết được thị trường đảo chiều. Dấu hiệu đầu tiên đó là giá đi quá xa đường EMA 200. Dấu hiệu thứ hai đó là ở cuối xu hướng, đặc biệt là những cái xu hướng mà di chuyển trong khoảng thời gian lâu rồi á, thì nó bỗng dưng có sự tăng mạnh hoặc là giảm mạnh về mặt hành động giá, và cái khối lượng cũng sẽ tăng cao ở những cái giai đoạn đó. Dấu hiệu thứ ba đó là thị trường tạo đỉnh mới hoặc đáy mới với khối lượng thấp hoặc có sự phân kỳ. Dấu hiệu thứ tư đó là có nến đảo chiều xuất hiện trên khung thời gian tuần, đặc biệt là những nến mà xuất hiện ở những cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh ha. Và dấu hiệu cuối cùng đó là nến tăng hoặc giảm liên tục trong vòng 7 ngày. Nến tăng thì xuất hiện trong xu hướng tăng và nến giảm thì xuất hiện liên tục 7 ngày trong xu hướng giảm. Đó, thì đấy là những cái dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nhưng mà anh em lưu ý rằng là nếu như mà anh em chỉ sử dụng một cái dấu hiệu đơn lẻ thôi thì nó lại không thực sự đáng tin cậy đâu nha, mà chúng ta nên kết hợp càng nhiều dấu hiệu đảo chiều thì càng tốt. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy xu hướng có sự yếu đi và có cái khả năng đảo chiều rất là lớn. Rồi, clip của Thúy tới đây là kết thúc. Anh em nào mà có thắc mắc thì có thể để lại comment ở bên dưới clip cho Thúy ha. Rồi Thúy xin phép kết thúc clip tại đây. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ team Trader Việt bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.